Quý anh chị tuổi giáp tý thân mến để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được thời cơ, làm sao để chuyện mình giàu có, công việc thông thuận, tiền lương, tiền thưởng tăng cao. Hôm nay mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 Con Giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Giáp Tý chị ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi Giáp Tý hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng thời cơ để giải hung hóa cát, mà chuyện thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi Giáp Tý cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, là tuổi con chuột thuộc mệnh Kim, Hải Trung Kim, nghĩa là vàng dưới biển. Giáp Tý là người học nhiều, lanh lợi, thông minh, giỏi giang. Những người này duy tâm trong suy nghĩ, mạnh mẽ trong lời nói, hành động và cực kỳ tình cảm. Họ có thể che đậy cảm xúc của mình bằng cách luôn tỏ ra là một người hạnh phúc và quyến rũ, giáp tý bản chất nghĩa khí giữ chữ tín họ ít khi hứa xong bỏ đó nếu đã hứa với bạn chắc chắn họ sẽ cố gắng thực hiện trong lúc làm ăn hay việc chi trả tiền nong kinh tế họ thường rất sòng phẳng thích chia đều công bằng không muốn chiếm phần lợi ích của ai và cũng không hề muốn ai phải chịu thiệt thòi tùy duyên ứng biến theo hoàn cảnh cụ thể là đặc điểm của giáp tý giáp tý cũng luôn ý thức về cái tôi cá nhân họ thích khẳng định mình thi thố tài năng bởi cuộc sống luôn có người thế này, người thế khác, nếu tất cả đều giống nhau tất, cuộc sống thiếu hương vị, sắc màu biết bao. Giáp tý ham làm những công việc tiên phong, đi đầu, nên các lĩnh vực mới, có tính sáng tạo và đột phá họ đều quan tâm, nhờ điều này nên xã hội không ngừng tiến bộ, khoa học kỹ thuật được cải tiến không ngừng. Người tuổi giáp tý thường may mắn, nên đối với tiền bạc mà nói những người tuổi giáp tý thường nhanh có tài sản tích lũy hơn. Linh hoạt, nhạy bén với việc kiếm tiền, cộng thêm với tâm lý, lo cho mình trước, thì phần nhiều họ là những người khá giả, giàu có. Các việc liên quan đến kinh doanh buôn bán, ngoại giao, viết văn, làm thơ, làm báo, đều là những công việc phù hợp với người tuổi giáp tý. Có thể cân nhắc và theo đuổi ngành nghề mà mình thực sự yêu thích, thực sự muốn cống hiến để đạt được thành công nhất. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi giáp tý, sinh năm 1984, trong tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023. Về phương diện sự nghiệp của người tuổi giáp tý, sinh năm 1984, ngay từ đầu tháng đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Dưới sự trợ giúp của cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn trợ mệnh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn mệnh xây dựng những mối quan hệ xã giao. Với đầu óc thông minh, sáng tạo, và khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn, bản mệnh tuổi giáp tý dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh tuy nhiên người tuổi giáp tý cũng bộc lộ bản tính ích kỷ lạnh lùng thường đặt lợi ích của mình lên trên hết đây lại là bức tường ngăn bạn đến với thành công trong tháng cũng có nguyệt lệnh lâm tử xuất hiện điều này khiến bản mệnh tuổi giáp tý thường xuyên do dự thiếu quyết đoán không chắc chắn với những cơ hội đặt ra trước mắt mình bạn tốn quá nhiều thời gian để so đo thiệt hơn vì vậy mà những điều tốt đẹp trôi vụt qua trong phút chốc với những suy nghĩ tiêu cực bi quan cũng ngăn cản bạn thử thách bản thân bên cạnh đó sao ngũ quỷ là hung tinh cũng quấy phá điều này cảnh báo người tuổi giáp tý cần chú ý tới những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận mình bởi rất có thể đó là tiểu nhân muốn lợi dụng bạn để thăng tiến lời khuyên của chúng tôi dành cho người tuổi giáp tý là thời điểm này bạn nên cởi mở với mọi người xung quanh rất có thể bạn sẽ gặp được quý nhân đối phương sẽ giúp đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích có thể áp dụng vào công việc hoặc các kế hoạch của bạn trong tương lai trong bất cứ công việc gì, người tuổi giáp tý cũng cần phải cẩn thận, suy tính kỹ lưỡng, không nên vội tin theo những lời xúi dục, hoặc nịnh bợ ở bên ngoài, để đưa ra những quyết định sai lầm. Nguyệt lệnh lâm thai, dự báo sự đam mê học hỏi không ngừng của bản mệnh, khiến cho chính bản thân con giáp này cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê mới ập tới trong mình. Thế nhưng, lúc này lại không phù hợp để bạn tiến hành việc gì đó mới mẻ đâu nhé. Tháng 3 âm lịch này, người tuổi Giáp Tý có thể bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ giúp cả quá trình của bạn có định hướng rõ ràng hơn. Ngoài ra, trong tháng này có khả năng cao bạn sẽ nhận được lời mời tham gia hoạt động mang ý nghĩa vun đắp tinh thần vào nửa cuối tháng. Về mặt tài vận, tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, về phương diện tài lộc của người tuổi Giáp Tý đang có những dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng tích cực đầu tháng có thương quan xuất hiện, cảnh báo bản mệnh tuổi giáp tý, những người kinh doanh, buôn bán trước khi đầu tư tiền bạc vào một dự án mới nào đó. Bạn cần phải tập trung tìm hiểu rõ các nguồn thông tin, cần thiết có thể xin lời khuyên của người có kinh nghiệm để giúp mình đưa ra quyết định, không nên mù quáng tham lam mà đầu tư vào lúc này. Ngoài ra, người tuổi giáp tý cũng không nên chủ động gây mâu thuẫn với những người quyền cao, chức trọng trong tập thể, nếu không việc này sẽ gây ảnh hưởng đến tương lai, tiền đồ của bạn về sau người tuổi giáp tý cũng nên biết kiềm chế bản tính hiếu thắng của mình không nên so đo tính toán quá nhiều với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định cần hạ thấp cái tôi cá nhân của mình xuống để nghe lời khuyên chân thành của bạn bè người thân hoặc đồng nghiệp bản mệnh tuổi giáp tý cũng nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng cụ thể không nên chi tiêu bừa bãi gây tổn thất hoặc tốn kém vào những thứ không cần thiết bạn hãy để dành tiền tiết kiệm cho những mục tiêu xa xôi và xứng đáng hơn Chính tài ghé thăm cho thấy, vào thời điểm giữa tháng trở đi, vận may về tài lộc thay đổi theo chiều hướng tích cực tiền bạc đang có những tín hiệu thu về với con giáp này. Người tuổi giáp tý sinh năm 1984, nên biết nắm bắt lợi thế của mình, để phát triển việc kinh doanh, đầu tư, vì thế bạn nên tập trung hơn trong việc gia tăng tài sản, đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho việc rong chơi bạn nhé. Trong tháng, có thể một sự kiện mầu nhiệm nào đó, sẽ đẩy người tuổi giáp tý sinh năm 1984, tới bước ngoặt đáng kể nào đó trong cuộc đời về tiền bạc trong tháng 3 âm lịch, tuy nói là gặp may, nhưng xét lại thì đó là công sức và nỗ lực của bạn, được đền đáp xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra mà thôi. Tháng này, người tuổi giáp tý nên phát huy những mối làm ăn từ trước đó của mình, nếu muốn mở rộng làm ăn thì cần suy nghĩ kỹ càng, đặc biệt là trên phương diện khách hàng, đối tác. Về mặt tình cảm. Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023. Vận trình tình duyên của người tuổi giáp tý không có nhiều biến động. Tháng này, người tuổi giáp tý có nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, như các buổi tụ tập bạn bè, hoặc xã giao đồng nghiệp. Tuy nhiên, do tác động của nguyện lệnh lâm tử, mà bạn không có những suy nghĩ lạc quan, cởi mở, bạn thích cô lập bản thân, và dành thời gian cho chính bản thân mình, hơn là tham gia vào những cuộc vui ép buộc mình, phải giao tiếp với mọi người xung quanh. Thời điểm này, bạn cảm thấy việc tìm kiếm một nửa kia là chưa quá cần thiết, và không phải là mục tiêu cấp bách, bạn có suy nghĩ chờ đợi duyên phận tự đến với mình, chứ không có hành động chủ động nào với những người đã lập gia đình do không được nguyệt lệnh ủng hộ mà bạn và nửa kia dễ xảy ra những mâu thuẫn bất đồng hai bên có thể thường xuyên xảy ra tranh cãi không ai chịu lùi một bước như vậy cả hai đang khiến bầu không khí trong gia đình rơi vào trạng thái căng thẳng để cải thiện tình trạng này người tuổi giáp tý có thể áp dụng một vài bí quyết phong thủy có tác dụng thúc đẩy tình duyên người còn độc thân có thể tăng cường sử dụng vật phẩm thuộc hành thủy hoặc kim cũng như sử dụng trang phục có màu đen trắng xanh Người đã lập gia đình, cần xem lại các yếu tố phong thủy trong nhà ở, đặc biệt là phòng ngủ, nếu phạm cấm kỵ thì cần nhanh chóng thay đổi, điều chỉnh nhé. Về mặt sức khỏe Về tình hình sức khỏe của người tuổi giáp tý trong tháng 3 âm lịch này lại không được tốt cho lắm. Bản mệnh thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là suy nghĩ bi quan. Bạn cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe thể chất của mình nhiều hơn, kết hợp thường xuyên vận động và có chế độ ăn uống hợp lý không nên thức khuya dậy sớm, hoặc ăn đồ quá cay, nóng, hoặc có quá nhiều dầu mỡ, người có sức khỏe kém cần chú ý cách ăn mặc khi ra khỏi nhà, đồng thời tránh tụ tập ở những nơi đông người. Bạn có thể thường xuyên ra ngoài thư giãn, hít thở không khí trong lành, hoặc tâm sự với những người mình thực sự tin tưởng để chút bỏ gánh nặng tâm thần, có điều gì không như ý, bạn không nên giữ trong lòng dễ gây ra stress. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh tuổi giáp tý nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất nhé. Lời khuyên cho người tuổi giáp tý là nên tránh xa lối sống thụ động gây tác động tiêu cực tới sức khỏe. Với người tuổi giáp tý nên tạo động lực tạo cảm hứng cho bản thân như việc trang trí, biến hóa không gian sống của mình, việc này rất tốt vì có thể cải thiện tâm trạng của bạn, giúp cho bạn có tinh thần tích cực từ đó sức khỏe cũng sẽ tốt. Bàn làm việc hợp phong thủy cho người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Theo phong thủy học, việc đặt bàn làm việc đúng phương vị tốt lành sẽ giúp người sử dụng thêm đảm lực, trí tuệ, ảnh hưởng đến sự hưng suy trong quản lý, thành bại trong sự nghiệp. Với người tuổi Giáp Tý thì hướng làm việc hợp tuổi rất quan trọng bởi hướng bàn làm việc ảnh hưởng đến rất nhiều năng suất công việc cũng như sự thăng tiến trong công việc. Làm thế nào để biết tuổi Giáp Tý ngồi làm việc hướng nào tốt? Xin mời quý bạn theo dõi ngay sau đây. Nam tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, ngồi làm việc hướng nào tốt? Hướng ngồi làm việc cho nam tuổi Giáp Tý là ở góc đông nam của văn phòng làm việc. Do nam giới tuổi Giáp Tý thuộc Tây tứ mệnh nên hướng làm việc tuổi Giáp Tý cần quay về một trong các hướng Tây Bắc sinh khí, Đông Bắc diên niên, Tây Nam thiên y, Tây phục vị. Hướng Tây Bắc sinh khí giúp bạn tăng cường thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Hướng Đông Bắc diên niên củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu để bạn có chỗ dựa vững chắc hoàn toàn yên tâm khi phát triển sự nghiệp. Hướng Tây Nam Thiên Y cải thiện sức khỏe để làm việc năng suất hiệu quả. Hướng Tây phục vị củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong sự nghiệp. Nữ tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, hợp hướng làm việc nào? Phương vị đặt bàn làm việc là ở góc đông nam của văn phòng làm việc. Vì nữ giới tuổi Giáp Tý thuộc Tây tứ mệnh, do đó bàn làm việc nên quay về một trong các hướng: Tây Nam, Sinh khí, Tây, Diên niên, Tây Bắc Thiên Y, Đông Bắc Phục vị. Hướng Tây Nam, sinh khí, giúp bạn tăng cường thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Hướng Tây, diên niên, củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu để bạn có chỗ dựa vững chắc hoàn toàn yên tâm khi phát triển sự nghiệp. Hướng Tây Bắc Thiên Y, cải thiện sức khỏe để làm việc năng suất, hiệu quả. Hướng Đông Bắc Phục Vị, củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong sự nghiệp. Hình dáng và màu sắc bàn làm việc cho tuổi giáp tý, sinh năm 1984. Những người tuổi giáp tý, sinh năm 1984, thuộc hành kim theo phong thủy, do đó nên sử dụng bàn làm việc dạng hình chữ nhật, hình tròn, hình móng ngựa, với màu vàng, trắng, vì đây là kiểu bàn tượng trưng cho hành thổ, theo quy luật tương sinh thì thổ sinh kim, rất tốt. Vâng, quý anh chị thân mến. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, của người tuổi giáp tý, sinh năm 1984 minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video chúc quý anh chị đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại